Những bí mật vợ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hóa ra gia thế khủng ai cũng ngỡ ngàng. Sau khi đồng chí Võ Văn Thưởng trở thành tân chủ tịch nước, nhiều người bắt đầu tìm kiếm, tìm hiểu về thông tin phu nhân tân chủ tịch nước là ai, hiện nay đang giữ chức vụ gì, chân dung của bà như thế nào. Những thông tin hiếm hoi về vợ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Bà có tên là Phan Thị Thanh Tâm. Bà Tâm lần đầu xuất hiện trên cương vị phu nhân chủ tịch nước vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 trong cuộc tiếp đón đoàn ngoại giao đến từ Australia. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của toàn quyền Australia David Hanley, theo lời mời của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chiều ngày 4 tháng 4 năm 2023, phu nhân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm và phu nhân toàn quyền Australia, bà Linda Hanley đã đến thăm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai phu nhân đã dự các lớp thanh nhạc, cùng xem chương trình biểu diễn tại phòng hòa nhạc lớn của học viện. Hai phu nhân cũng đã có cuộc gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm với các cựu học sinh, sinh viên du học tại Australia. Bà Linda Hanley cảm ơn sự chào đón nhiệt tình của Việt Nam, của phu nhân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm. Bà Linda Hanley chia sẻ niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của âm nhạc. Bà cũng khẳng định âm nhạc đem tới niềm vui và gắn kết mọi người. Phu nhân toàn quyền Australia bày tỏ mong muốn Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ trong tương lai và cùng nhau cất vang bài ca tình bạn. Đây là buổi tiếp đón quốc khách nước ngoài đầu tiên của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân là bà Phan Thị Thanh Tâm. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một chủ tịch nước giao tiếp với một quốc khách đến từ nước ngoài mà không cần phiên dịch viên riêng. Ông nói tiếng Anh thành thạo như tiếng Việt. Phu nhân của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng xuất hiện với vẻ ngoài thanh tao, cao ráo và xinh đẹp. Bà xuất hiện với tà áo dài truyền thống, tuy là kín đáo mà thanh lịch. Đứng cạnh chồng là chủ tịch nước, bà toát lên vẻ đẹp thanh cao của mình, cùng với nụ cười và ánh mắt thể hiện sự thân thiện, chân thành của một phu nhân chủ tịch nước. Theo một nguồn tin, thì vợ chồng chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có với nhau hai người con. Bà Phan Thị Thanh Tâm từng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Úc. Trải qua nhiều năm công tác trong ngành tài chính ngân hàng, bà hiện tại đang là ủy viên hội đồng quản trị ngân hàng TP Bank, phó chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn quỹ nhà nước. Bà là một nhà quản lý giỏi, góp công rất lớn trong quản lý tổ chức ngân hàng nhà nước, bình ổn quỹ tiền tệ của ngân hàng. Cũng theo thông tin này, bà Phan Thị Thanh Tâm hiện đang nắm giữ chức vụ quan trọng trong Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên Hội đồng Quản trị Tổ chức Phi Chính phủ Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Tuy nhiên, bà cũng được biết đến là một người phụ nữ giản dị và tinh tế và cũng là hậu phương vững chắc để đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát triển trong sự nghiệp chính trị của mình, yên tâm công tác, xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng hùng mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu. Điều mà bà Phan Thị Thanh Tâm có được là một người phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp riêng. Điều này cũng cho thấy xuất thân gia thế của đệ nhất phu nhân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng không phải là thuộc dạng bình thường, mà là thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Ở bà luôn toát lên sự thanh lịch, tinh tế, là một người phụ nữ hậu phương vững chắc để chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yên tâm công tác tận hiến vì nước, vì dân. Chúng ta cùng điểm lại những sự nghiệp quá trình công tác của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chồng của bà Phan Thị Thanh Tâm. Ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, là chủ tịch nước nhận chức trẻ nhất từ trước đến nay. Trước khi trở thành chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng nguyên là bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Thường trực, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.